Ở chỗ mình có một cặp cả hai đều có gia đình. Khi cô gái quyết định ra tòa ly hôn với chồng thì anh bồ cũng bỏ luôn. Đúng rồi ạ, em đã nói rất là nhiều trong một số câu trả lời rồi. Phụ nữ mình đáng thương lắm, mà lại dại nữa. Cứ nghĩ người đàn ông kia người ta thương mình, yêu mình, quan tâm mình, lên giường với mình là yêu. Thế thì người đàn ông mà người ta đi gái làm ngành không lẽ yêu người ta hết trơn hả? Chị em đã nói rất là nhiều rồi, cho nên phụ nữ mình ơi hãy thức tỉnh đi. Chồng mình á, chồng thì chỉ có một, mà khi muốn đến với người khác thì làm ơn ly dị trước đi nha. Cái giá trị mình nó sẽ có. Và bạn ơi, bạn làm vậy á thì người đàn ông kia, em đã nói rồi, người thứ ba là đàn ông á thì họ không bao giờ yêu người phụ nữ có gia đình cả. Người ta đến để lợi dụng thôi. Và người phụ nữ sẽ yêu nha, người phụ nữ chắc chắn sẽ yêu. Và cứ nghĩ là người đàn ông này yêu mình, sẽ cưới mình, cuối cùng sao? Ly hôn với chồng xong rồi anh ta bỏ luôn. Mất cả hai, mất cả cái gia đình. Đáng thương.